Thưa quý vị, sáng ngày 11 tháng 6, thủy điện Tuyên Quang đã thông báo mở cửa xả lũ. Và trước đó thì các thủy điện sông Lô 7, sông Lô 8A và sông Lô 8B cũng đã mở cửa xả lũ, khiến mực nước sông Lô dâng lên cao. Và hiện tại thì mực nước ở đây đang xấp xỉ mức báo động 1. Với cái tình trạng nước lũ lên cao như này thì nhiều nhà bè ở khu vực sông Lô đoạn qua thành phố Tuyên Quang cũng đã bắt đầu những cái phương án ứng phó, phòng tránh những cái rủi ro có thể xảy ra. Cũng vào 8 giờ sáng nay, ngày 12 tháng 6, thủy điện Tuyên Quang đã tiếp tục mở cửa xả đáy thứ hai với tổng lưu lượng xả khoảng 1.830 mét khối trên giây. Việc này sẽ khiến lượng nước đổ về hạ lưu sông Gâm, sông Lô còn lên cao. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân chủ động các biện pháp phòng tránh rủi ro thiên tai.